triệu các bạn cứ hỏi mình, cứ thắc mắc mình là cái máy cắt của mình là mua hiệu gì, là mua ở đâu, và khi mà mới mở tiệm photo ra thì các chị nên mua cái máy gì. Thôi tôi sẵn đây thì cũng đang rảnh, không có chút thời gian, nên là mình sẽ làm cái video mình nói về cái con máy cắt, kể cả khi bạn mới mở tiệm photo thì nên sử dụng máy cắt nào, và khi số lượng khách tương đối ổn định thì mình nên sử dụng máy cắt nào. Thì để cho tất cả các anh chị và các bạn nào đang làm nghề photo hoặc là mới mở tiệm photo thì có một cái hướng để cho mình đầu tư nó tốt hơn, để tránh lãng phí hoặc là đầu tư ban đầu nó quá nhiều, làm cho chúng ta bỏ vốn ra lãi nhiều quá nhiều và không biết khấu hao bao nhiêu năm nó được hết máy này. Thì giờ đây là mình sẽ giới thiệu chi tiết những cái máy mình đang sử dụng nha. Rồi đây là cái tổng thể của cái máy cắt. Cái này khổ, máy cắt là khổ A3. Các bạn thấy là cái bàn rất là lớn ha. Thì nó có bao gồm các bộ phận. Đây là cái thân máy. Cái này gọi là thân máy nè. Thì trên thân máy nó có cái cán cầm và cái cần quay. Cần quay này mục đích là để giữ, để chúng ta quay xuống chúng ta giữ giấy, để khi cắt giấy nó không bị trượt. Thì trên cái máy, trên cái thân máy này nó có nguyên một cái bộ phận trợ lực ha. Đây là fuel trợ lực. Trợ lực thì họ làm rất là dày. Máy này rất là dày và nói chung là họ cũng bỏ bớt những cái phần thừa đi để tránh nặng cái máy ha. Thì trên phần máy này phía ở phía sau á, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cần quay thế này ha. Cần quay thế này thì mục đích là để nó đưa cái độ ép cháy nè xuống nè, nếu chúng ta đưa độ ép cháy xuống ha. Đó thì nó sẽ ép cháy xuống, thì đây nó có cái lò xo trợ lực cái này xuống nè. Còn ở phía sau máy thì nó có cái đồ để đưa tới. Cái này là để chúng ta điều chỉnh giấy tới lui ha, để cắt phần nào chúng ta sẽ điều chỉnh, thì cái này nó có tay quay. Còn cái bàn này là nó đúc hình như là đúc bằng gang ha, và phía trên đây nó sẽ làm một cái miếng inox rất là láng, để chúng ta khi mà bỏ giấy vào á thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ dễ dàng, nó không bị rít, thứ hai là nó sạch sẽ ha. Nấu cái bàn này, nếu mà hai người khi sắt xinh rính nha, mình cái tướng mình như vậy chứ mà khi cái bàn này rất là nặng ha. Thì ở phía sau đây, ở phía sau cái bàn này thì nó có một cái con ốc này để nó điều chỉnh, nó cân lên ha. Thì cái bàn này mình có thể xoay qua xoay lại được. Rồi đối với cái bàn mặt trước thì các chị sẽ thấy như thế này ha, nó sẽ đưa ra thế này thì kích thước của nó khoảng 40 mấy, tại nó là A3 thì nó phải khoảng 40 mấy. Thì ở đây nó có cái tay quay. Cái tay quay này mục đích là để mình đưa cái thanh giữ giấy kia, thanh chắn giấy phía sau á, nó có thể đưa tới đưa lui ha, thì chúng ta sẽ quay cái này. Đó, cho nên nó có quay cái này. Thì phía dưới là nó có ba cái chân. Nó thiết kế ba cái chân ha. Thì đây là cái chân máy. Cái chân máy, đây là cái thân máy ha, đây là cái chân máy. Cái chân máy với cái thân máy có thể tách rời, cái bàn tách rời. Đây là cái ba bộ phận có thể là tách rời. Khi mà họ bán cho mình thì họ sẽ tách rời nè. Thì trên thân máy phía dưới đây nó có lưỡi dao ha. Lưỡi dao thì đây nó có thông thường mua cái máy này thì họ sẽ tặng kèm một cái dao nữa, thì mình mua ở công ty Tiến Đạt đây ha. Đây là công ty Tiến Đạt nè, nó có cái tên thương hiệu của ông ta luôn. Đó, có địa chỉ. Thì mình mua cái máy này lúc đó thì khoảng 13 triệu 300 thì về tới Phan Thiết mình cộng thêm gửi hàng tiền xe nữa thì nó nằm khoảng 13 triệu 500 gì đó. Thì ở đây nó còn có một cái nữa, đó là cái công tắc đèn ở phía trong này nè, nó có một cái đèn phía trong này, nó có một cái đèn. Mục đích của cái đèn là để khi mà các bạn mà làm ban đêm á, cắt không thấy đường á, thì các bạn sẽ gắm đây, nó có sợi dây điện để có sợi dây điện để nó gắm. Còn đây là cái công tắc còn đây là cái cần. Thì ở cái máy này á, thì nó sẽ cắt được cái độ dày của cái độ dày á, thì khoảng là 500 tờ A3 thì khoảng 1 gram giấy. Khoảng 1 gram giấy các bạn bỏ vô cắt thì nó quá ok. Thì để sử dụng cái máy này theo mình nghĩ á, thì khi mà các anh chị và các bạn mà đốt với số lượng khách á, nó đã tương đối ổn định. Tức là ổn định đây là cứ là cái lượng hàng của bạn làm nó gần như thường xuyên á ha. Thường xuyên ví dụ như làm sách đóng tập đồ này kia nhiều á, thì mục đích là để chúng ta cắt cái giấy để chúng ta dán thì cho nó nhanh chúng ta cắt giấy, chúng ta xé giấy rất là nhanh đó là cái tổng thể của cái máy này. Nói chung là cái máy này nó nặng lắm,
Nói chung một cái cùi này nè, một cái cùi, một cái thân máy thôi là bốn người khiêng sẽ rất là nặng ha. Nói chung là rất, nó rất là chắc chắn, khi mà chúng ta cắt nó rất, cũng rất là đầm ha. Cái bộ trợ lực nó rất là tốt ha. Thì tuy nhiên có một số cái thì mình cũng chưa ưng ý lắm. Thứ nhất là cái độ giữ giấy của phía trên nén xuống nè, thì nó cũng chưa được mịn lắm. Chưa được mịn lắm thì nó, khi mà mình nén chặt quá thì nó sẽ có một cái lằn ha, một có cái lằn ở trên cái tờ giấy cắt. Do đó khi cắt mình phải đệm thêm một cái lớp để cho nó khỏi bị dính lằn trên cái sản phẩm mình in ha. Cái thứ hai, nếu mà các bạn không kỹ, cái thứ hai nữa, cái nếu các bạn không kỹ mà các bạn vô tình các bạn cái bàn này nè, cái thân này nè, nếu các bạn không chèn, nếu các bạn không chèn cố định thì nó sẽ bị lợp. Do đó là khi mà các bạn cân chỉnh xong hết, các bạn cắt thử thì các bạn nên chèn cái bàn này cho nó kỹ nè. Còn khi mà cái bàn này nó đã rít ha, cái bàn này nó rít nè, thì các anh chị và các bạn lấy cái phấn trơm của em bé các chị tha lên thì nó sẽ trơn cái bàn này lại. Còn đối với dưới đây thì nó sẽ có một cái thanh nhựa để chúng ta giấy cắt này, thì cái thanh nhựa này nó cũng rất là rẻ. Thì khi các anh chị các bạn mua máy thì họ sẽ, mình sẽ mua luôn ha. Họ không ấy thì cái này nó lấy lên rất là dễ thôi ha, lấy lên rất là dễ. Đây là một cái thanh vuông nè ha. Thì cái thanh này á, khi mà mình cắt mình hư cái phần này ha, ví dụ như mình cắt mình hư cái phần này thì mình có thể mình đảo lại, mình đảo thế này mình sử dụng, tức là một cái mặt này mình sẽ đảo được hai bên, mình sử dụng bên này và bên đây, tức là mình sẽ sử dụng được 8 lần như vậy là nó mới hư cái cây này ha. Nói chung cái cây này nó cũng rất là rẻ thôi, khoảng mười mấy ngàn hay sao, như hình như mình nhớ là như 15 ngàn một cây à. Thì họ sẽ bán cho mình như thế này và bỏ vô, khi mình hư thì mình chỉ có bỏ vô thôi, mình nạy vô mình bỏ vô vậy này. Đó thì khi cái lưỡi dao nó cắt xuống thì nó sẽ đỡ cái này ha. Tuy nhiên thì đây là sản phẩm đúc ha, sản phẩm đúc thì nó có một số cái nó cũng có khuyết điểm, ví dụ như là chỗ cái phần này nè, chỗ cái phần cái miếng cao su này ha, thì với lại cái phần tiếp giáp giữa cái bệ này, cái bệ này thì nó, chỗ mấy chỗ này thì nó hơi gồ ghề, nó cũng chưa làm tinh xảo lắm ha. Nói chung thì nó chỉ có những cái khuyết điểm nhỏ nhỏ thôi, chứ còn thật ra cái máy này cũng khá là rất là tốt ha. Còn cái tay lái cần này trên đây nè, họ sẽ làm cái cần quay giống như cái đồ lái xe vậy. Nếu các anh chị nào mà đang học lái xe thì chúng ta tập quay vô lăng, tập cái này là nó là sẽ nhuyễn ha. Rồi đó là cái tổng thể của cái máy cắt này. Thì cái máy cắt này mình đã nói rồi, tức là nó sẽ phù hợp với các bạn và các anh chị nào mà đã, cái tiệm mình đã mở ra một thời gian mà có lượng ổn định thì mình nên đầu tư cái máy này ha. Rồi đó là cái tổng thể của cái máy cắt giấy A3, khổ A3, độ dày thì khoảng 500 tờ. Thì mình thấy nó rất là phù hợp khi mà mình, cái tiệm của mình làm cũng tương đối là, số lượng hàng cũng tương đối là đều ha, nói chung là cũng đều thì mình sử dụng nó rất là nhanh. Còn đối với tất cả các bạn mới á, thì lúc trước á, mình mới mở thì mình không có đầu tư nhiều như vậy, mình không có đầu tư cái máy cắt này mà mình đầu tư cái máy cắt để bàn A3 cũng cắt được 500, tuy nhiên là nó, nếu mà tốt nhất là cắt khoảng 300 tờ thôi, cũng thấy cũng rất là hợp lý để bàn. Thì hiện tại mình, giá mình đang tìm kiếm trên mạng, mình thấy cũng thấy bây giờ trên mạng cũng rất nhiều nơi bán. Các anh chị có thể lên mạng, các anh chị search máy cắt để bàn A3 thì nó ra được cái hiệu nào cũng được. Thì cái máy đó, cái dao nó cũng khá là tốt, cắt cũng rất là nhiều, cắt là nhiều nó mới mòn thôi, chứ còn thật ra nó chả mòn cái dao đâu. Rồi các anh chị là, thứ nhất là nó nhỏ gọn, nó vừa khổ A3 thôi thì nó để trên cái bàn được, để rất là gọn. Và cái thứ hai, thứ nữa, tức là các anh chị sẽ đầu tư rất là ít tiền ban đầu để chúng ta kiếm thêm tiền sau này để chúng ta dành dụm vốn. Do đó là nó sẽ có những cái lợi ở mới đầu tiên các anh chị. Tuy nhiên với số lượng nhiều thì cái máy đó sẽ cắt nó không đảm bảo ha, tại vì số lượng nhiều đâu chi là, tại cái máy nó, khi mà mình cắt đơn hàng nhiều quá thì ví dụ những cái máy đó thì có những cấu tạo nó sẽ yếu thôi, nó sẽ không có cứng chắc như cái máy này. Thì mình nghĩ là nếu mà các anh chị mới thì nên mua cái loại máy để bàn, cắt để bàn. Còn nếu các anh chị đã sử dụng, số lượng khách hàng tương đối là khá nhiều rồi thì các anh chị cứ sử dụng cái ráng mua cái máy này, mua cái máy của Tiến Đạt này, chúng ta sẽ sử dụng thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
Rồi đó là một số cái nhận định về cái máy cắt, và mình nghĩ đó là một chút cái kinh nghiệm ban đầu. Nếu mà các anh chị nào mới vừa mua tiệm hoặc là đang có những ý định mở tiệm, có thể là cân nhắc định hướng mua những dòng máy nào tốt cho mình ha. Rồi video của mình sẽ kết thúc tại đây ha. Xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng đắt khách và thành công trong công việc của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. À quên, nếu các bạn nào và các anh chị nào mới dự ghé vào kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển. Và sau khi xem hết video này thì các bạn đừng quên nhấn nút like và share để mọi người theo dõi nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.